Ủa, chính phải là mới làm được 1 năm rồi đúng không? Chưa, em mới làm được 1 tháng rưỡi. À, vượt. À, rồi, biết rồi. Có gì vui không? Dạ. Có gì vui không? Bỏ nắng. Vui anh, hay anh vui. Ý là anh còn với lại có một anh trên lớp dạy là anh Trí anh. À. Hay là anh dễ thương vậy. Mà thấy môi trường trong đó sao? Dược lâm sàng thì đang đậu có 4 người thôi, là chị Thắm là sếp của em và chị Thắm là siêu cô ta, là còn hai anh thì cũng như tính như thương, em thấy hợp với em rồi. Được, kết câu này nè. Dũng gà. Chết cái đó quá vậy. Cái đó ngoài một khúc luôn á. Hay mà. Tao biết mà. Thở rồi. Nó mập quá chạy gì nổi. Nó phải thằng Hùng nó phải nhả điểm luôn.